Chuyến leo núi. Câu hỏi này có hai phần. Câu hỏi: thời gian tổng cộng của chuyến leo núi Phan Xipang khoảng bao lâu? Em hãy kể 3 vật dụng cho một chuyến leo núi. Sau các con nhớ, các con phải trả lời hai phần, một phần về thời gian và một phần là các vật dụng. Các con như bạn, ba đội. Đội của bạn Hạnh trả lời từ 5 tới 6 ngày. Và ba vật dụng là túi ngủ, nước, cặp táp. Đội Đắc Lộ. Mấy con? Quá con thấy. Ok, cảm ơn con. 3 ngày, vật dụng là túp lều, đồ ăn, dây leo. Đội Hồng Bàng dơ cao dùm cô tại vì bị nắng. Đội Hồng Bàng 3 ngày. Mấy con không có xóa bảng. Thank you.
Hết giờ. Các con như bạn. Đội vận hành như bạn lên. Đội vận hành trả lời bánh chưng màu xanh. Chở cẩm. Bánh chưng màu xanh. Cho cầm thú cỏ cây. Trắng tượng trưng cho trời. Cái phần của con là có cầm thú cỏ cây. Bây giờ cái đội này của trường Đắc Lộ. Màu xanh cho đất. Màu trắng cho trời. Đội của trường Hồng Bàng. Bánh chưng xanh cho đất. Bánh dày trắng cho trời. Hôm nay đội ở đây chúng ta tiếp và tham khảo để cho ba đội sai.
cả ba đội đều không có điểm trong câu trả lời này. Bây giờ cô mời tới đội của trường Hồng Bàng các con chọn câu hỏi. Phong tục tập quán 15 điểm. Các con nghe câu hỏi. Vào mùa Tết, người Việt thường mua hai loại bánh nào? Xong. Vào mùa Tết, người Việt thường mua hai loại bánh nào? Xong. Hết giờ. Các con chưa bạn? Đội của trường Vạn Hạnh, bánh chưng bánh dày. Trường Đắc Lộ, bánh chưng bánh dày. Đội trường Hồng Bàng, bánh chưng và bánh dày. Chúc mừng cả ba đội, các con đều đúng cả. Mỗi đội được 15 điểm. Bây giờ tới đội Vạn Hạnh, các con được quyền chọn chủ đề. Cổ tích 20. Cổ tích 20. Câu hỏi. Bánh chưng và bánh dày được làm bằng gì? Xong. Bánh chưng và bánh dày được làm bằng gì? Xong. Hết giờ. Các con giơ bảng lên. Cô đọc câu trả lời. Vạn Hạnh, nếp và thịt và đậu. Trường Đắc Lộ, bánh chưng bánh dày được làm bằng cơm nếp, lá chuối, thịt heo. Trường Hồng Bàng, làm bằng gạo nếp, thịt, đậu, lá rau. Cảm ơn tất cả các con. Các con kể ra tất cả những thứ cần để gói bánh. Cái câu trả lời đúng á là gạo nếp. Nhưng vì cái câu hỏi là làm bằng gì, thành ra các cái thành phần để được làm bánh mấy con đã nêu. Thành ra ban giám khảo quyết định ba đội đều được ghi điểm trong câu hỏi này. Có một phần đó là trường Đắc Lộ, mấy con trả lời là cơm nếp mà đã nấu thành cơm rồi thì không có làm thành bánh được đâu, phải là gạo nếp, nhớ nha. Ok, chúc mừng cả ba đội, mỗi đội được 20 điểm. Mỗi đội được 20 điểm. Xin các em biệt ngữ Đắc Lộ. Tích 15. Cổ tích 15 hết thôi con. Phong tục tập quán 5. Phong tục tập quán 5. Câu hỏi. Ông bà thường tặng con cháu món quà gì sau khi con cháu chúc Tết đầu năm xong? Ông bà thường tặng con cháu một món quà gì sau khi con cháu chúc Tết đầu năm xong? Thấy các bạn cười lắm, chắc chắn là ba đội đúng hết đúng không? Rồi mấy con. Chưa hết giờ. Hết giờ. Các con giơ bảng lên. Vạn Hạnh lì xì, Đắc Lộ lì xì, Hồng Bàng bao lì xì. Chúc mừng cả ba đội, mỗi đội được 5 điểm. Đội của trường Hồng Bàng, các con chọn chủ đề. Cổ tích 20. Chuyện cổ tích 20. Đây là câu hỏi cuối cùng của cổ tích 20 điểm. Câu hỏi.
truyện cổ tích Sơn Tinh, Thủy Tinh, hai vị thần phải mang những đồ sính lễ đến vua Hùng để lấy mị nương làm vợ. Em hãy kể những món vật sính lễ của vua Hùng yêu cầu. Xong. Trong truyện cổ tích Sơn Tinh, Thủy Tinh, hai vị thần phải mang những đồ sính lễ đến vua Hùng để lấy mị nương làm vợ. Em hãy kể những món vật sính lễ vua Hùng yêu cầu. Xong. Câu hỏi này xin ban tổ chức cho các em 30 giây để các em trả lời. Mấy con có 30 giây để viết câu trả lời. Hết giờ. Chắc là nhờ ban tổ chức cho ban giám khảo mượn bảng của các em. Đội Vạn Hạnh trả lời 100 ván cơm lếp, 200 nệm bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Đội của trường Đắc Lộ 100 ván cơm nếp, 200 nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Đội trường Hồng Bàng 100 ván cơm nếp, 200 nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Cô chúc mừng cả ba đội, rất giỏi. Cái này mấy con phải nhớ, rất giỏi. Chúc mừng cả ba đội. Mỗi đội được 20 điểm. Trong cái câu trả lời chính á, là cô đọc lại cái phần trả lời chính, đúng ra nó có một phần nữa, nhưng mà ban giám khảo đã để cho ba đội cùng đúng hết. Cái phần này nó hơi khó. 100 ván cơm nếp, 200 tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng bao, mỗi thứ một đôi, tức là mỗi thứ đó phải là gấp đôi. Nhưng mà vì các đội không chỉ nói như vậy, nhưng mà các đội vẫn được điểm. Chúc mừng các con. Mỗi đội 20 điểm. Ban tổ chức sẽ cộng điểm và bà sẽ thông báo cho các đội là hiện tại các đội đã đạt được bao nhiêu điểm ha. Các em chờ đợi chút xíu. Hiện tại Đạt Hành có 285 điểm, Đắc Lộ có 295 điểm và Hồng Bàng có 305 điểm. Currently, Đạt Hành has 285 points, Đắc Lộ at 295 and Hồng Bàng, you guys are at 305 points. Các em vẫn chỉ có hơi thua nhau 10 điểm thôi các em. Cố lên ha. Bây giờ chúng ta xong rồi, bây giờ tới đội Vạn Hạnh được quyền chọn cái câu hỏi. Lịch sử 15. Đây là câu cuối cùng của lịch sử 15. Câu hỏi: vua Hùng Vương cuối cùng có một con gái tên là Mị Nương. Vậy thì có bao nhiêu đời vua Hùng? Vậy thì có bao nhiêu đời vua Hùng? Xong.
hết giờ. Các con giơ bảng lên. Vạn hạnh trả lời 18. Đắc lộ 18 đời vua Hùng Vương. Hồng Bàng 18 đời vua Hùng Vương. 18 đời vua Hùng Vương là chính xác. Chúc mừng cả ba đội. Mấy con mỗi bạn được 15 điểm, mỗi đội được 15 điểm. Bây giờ tới trường Đắc Lộ, các con có chuyện chọn. Phong tục tập quán 15. Phong tục tập quán 15 điểm. Đây là câu cuối cùng của phong tục tập quán 15 điểm. Câu hỏi: những câu đối Tết được viết bằng chữ gì? Xong. Những câu đối Tết được viết bằng chữ gì? Xong. Các đội giơ bảng lên. Vạn hạnh chữ nho, Đắc Lộ chữ nho, Hồng Bàng chữ nho. Chúc mừng các con, cả ba đội đều được ghi điểm, mỗi đội 15 điểm. Bây giờ cô mời trường Hồng Bàng, các con chọn. Cổ tích 10. Chuyện cổ tích 10. Câu hỏi: trong chuyện cổ tích Anh Khế Trả Vàng, chim Phượng Hoàng đã dạy hai anh em may cái gì để đựng vàng?